Hà Nhật Bếp xin chào cả nhà. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu đến chị một video hướng dẫn sử dụng chiếc máy lọc nước Yeo Kiềm của hãng Chim. Chiếc máy này model là Chim Yong Racia nhé. Nó là một chiếc máy âm tường khá là đẹp chị ạ, và nó rất là gọn cho những nhà anh chị nào muốn gọn nhẹ, không muốn để chiếc máy ở trên cái khu bếp nhà mình, thì nó sẽ để âm tường cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ đẹp, cực kỳ thẩm mỹ luôn. Và đặc biệt nó thiết kế một chiếc vòi rất là đẹp, cả cái vòi chậu rửa, cả cái lavabo chậu rửa nhà anh chị có thể chỉ dùng một chiếc máy thôi, không cần một cái vòi thứ hai gì nhá. Tại vì chiếc vòi nó thiết kế ấy, thì nó sẽ cho anh chị dùng cả nước Yeo Kiềm ra đây và cho anh chị dùng cả hệ thống nước bình thường không qua máy lọc Yeo Kiềm, nó đều dùng được qua chiếc vòi luôn, nó rất hay. Ví dụ đây là cái hệ thống anh chị dùng nước bình thường này để anh chị rửa bát, rửa đũa, lau nhà, thứ là mình sẽ dùng cái vòi khóa bên này, và anh chị có thể dùng vòi nóng lạnh được nhé, ở dưới là lạnh này, ở trên là nóng này, đó thì mình sẽ gạt như vậy thôi đó. Còn khi nào anh chị dùng máy Yeo Kiềm, mình dùng nước kiềm mình uống, thì mình lại dùng cái vòi bên này, mình sẽ mở ra như này thì nó sẽ chạy nước Yeo Kiềm để nó ra cái vòi này cho anh chị uống nhé. Rồi thì bây giờ thì em đã cấp điện cho chiếc máy rồi. Chiếc máy này là phím cảm ứng thì em anh chị sờ vào nó sẽ tự nó cảm ứng này. Đó. Đó, chiếc máy cảm ứng anh chị sẽ chỉ dùng bằng tay nhấn nhẹ thôi, nó sẽ chứ không phải nhấn bằng phím cơ nhé. Rồi bây giờ em sẽ mở nước để em test chiếc máy này và đồng thời sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng rất là cơ bản thôi, rất là dễ. Đầu tiên thì em chỉ anh chị những cái nút ở phía bên dưới cái máy trước nhé, để cho chị biết là nó để làm gì. À thôi, mình đang ở góc quay này thì em sẽ hướng dẫn chị luôn sử dụng chiếc máy luôn. Ở trên thì trước đã, sau lát em sẽ chỉ cho chị mấy nút nhỏ ở bên dưới cái máy để làm gì. Do bây giờ mình sẽ chuẩn bị một vài cái ly như này nhé, một vài cái ly này. Nếu chị muốn làm video giống như em, hoặc là muốn test chiếc máy ở nhà mình, thì mình sẽ chuẩn bị mấy cái ly giống như vậy này để mình thử độ pH của nước. Thì khi anh chị mua máy thì những bên bán máy anh chị sẽ có những cái chai nước thử như này, hay gọi là hoặc là giấy quỷ tím nhé. Mình sẽ thử độ pH của nước. Đây là chai dung dịch quỷ tím này. Ngày xưa hay dùng giấy quỷ tím, nhưng bây giờ dùng cái chai dung dịch nó nhanh hơn và nó sẽ chuẩn hơn. Rồi bây giờ em sẽ thử test chiếc máy này. Chế độ đầu tiên đó là một chế độ lấy nước axit nhẹ để dùng để rửa mặt, chăm sóc sắc đẹp cho các chị em phụ nữ, hoặc là mấy cánh mày râu đàn ông mình cũng dùng được luôn. Mình thường xuyên rửa mặt bằng cái nước có độ pH 6.0, 5.5 này thì nó rất tốt cho cái da mặt của mình nhé. Tại vì làn da cơ thể mình nó sẽ có độ pH khoảng 5.5 đến 6.0. Bởi vậy Nhật nó đã hướng dẫn cho chị sử dụng chiếc máy dùng kềm có độ pH tương đương với làn da của mình để chăm sóc làn da cực kỳ tốt. Đặc biệt với các chị em thì hay rửa mặt thì mình nên dùng cái nước 5.5 hoặc 6.0 này. Cái nước này chính là nước hoa hồng chị ạ, chẳng qua nó không có hương giống như anh chị mua bên ngoài, là họ cho thêm hương liệu vào thôi. Rồi đây anh chị sẽ thấy là khi mình lấy nước nhá, thì ví dụ đây đây là em mở này, em mở cái vòi bên này, mình gạt xuống cái chế độ màu xanh ở dưới bên dưới này, thì anh chị đang lấy nước nước bình thường đó, nước không qua máy. Nước này là nước anh chị dùng rửa bát tất cả mọi thứ này, mình sẽ dùng nước này. Tức là thay vì một anh thường thường anh chị phải lắp hai cái vòi đúng không? Một cái chiếc vòi dành cho máy Yeo Kiềm và một chiếc vòi để anh chị vẫn dùng rửa bát rửa đũa cho cái bếp nhà mình. Thì bây giờ chiếc vòi nó sẽ tích hợp cả hai chức năng đó nhé, để nó gọn gàng hơn cho cái chậu rửa lavabo anh chị nó sang trọng hơn. Đây là cái vòi bên này, cái khóa bên này chị lưu ý cho em, mà nó chỉ để dùng nước không qua máy, nước trực tiếp từ nhà anh, từ bồn xuống ấy, là nó sẽ dùng cái khóa bên này, bên dưới dùng lạnh, còn bên trên là dùng nóng, mình sẽ gạt ở bên trên. Thì hiện tại đây này em chưa cấp nước nóng vào, nên em gạt vào nước nóng nó sẽ không có chảy ấy nhá. Đó, còn nếu mà anh chị dùng cái khóa bên này, cái khóa bên dưới bên này, thì anh chị sẽ thấy là nó sẽ chạy cái máy Yeo Kiềm ngay. Đó, khi em bạn sang này thì sẽ thấy này, nó sẽ hiển thị cái màn hình lên ngay. Thì đây đầu tiên anh chị sẽ thấy là nó đang chạy mức kiềm. Bây giờ anh sẽ lấy lần lượt các chức năng trước đi. Khi anh chị muốn chuyển từ nước kiềm sang nước axit, hoặc từ nước axit sang nước kiềm, hoặc là được chuyển các chế độ nước khác nhau, thì mình sẽ phải khóa nước lại, sau đó thì mình mới lấy được, mình mới chuyển chế độ được nhé. Bây giờ sẽ lấy nước trung tính trước nhé. Nước trung tính như nước màu xanh như vậy này. Đó, mình nhấn vào màu xanh.
chỉ ra màu xanh nó sẽ mất cái màu cam và một cái màu xanh dương đi. Sau đó mình mở nước, mình mở khóa đây. Thì đây là cái vòi nước nhỉ, lấy nước từ các chức năng ở đây ra. Còn đây cái vòi nước thải gì nè, cái vòi thải nhỏ gì không. Ở video hướng dẫn lắp đặt thì em có hướng dẫn anh chị là cái vòi nước thải là cắm dây nào để em hướng dẫn rất rõ rồi nhé. Rồi đầu tiên thì em sẽ lấy nước trung tính. Nước trung tính này là nước không qua điện phân, nước này có độ pH sẽ nó sẽ tương đương bằng cái nước anh chị cấp vào. Nếu mà theo nước máy của nhà nước mình thì độ pH trung tính nó sẽ rơi vào khoảng trên dưới 7.5. Thì nước trung tính này anh chị sẽ dùng để pha sữa và uống tây. Nó rất là tốt cho sức khỏe anh chị nhé. Bên Nhật thì họ khá là kỹ về vấn đề ăn uống và lọc không khí. Rất kỹ luôn. Vì vậy tuổi thọ trung bình ở bên Nhật này anh chị thấy là rất cao, xấp xỉ đứng top 1, top 2 thế giới rồi. Dân số bên Nhật bây giờ đang cái độ tuổi lao động đang thiếu rất nhiều, tại vì tỷ lệ già hóa dân số rất cao. Khi anh chị lấy nước trung tính này thì nó chỉ có một cấp độ trung tính thôi, nước không qua điện phân nhé. Rồi tiếp theo anh chị sẽ lấy nước kiềm. Nước kiềm thì chị sẽ phải khóa nước lại này, đó, khóa nước lại xong. Sau đó mình sẽ nhấn nút, anh chị sẽ chuyển sang chế độ kiềm. Kiềm thì nó sẽ có 3 mức kiềm anh chị nhé, 8.5, 9.0 và 9.5. Còn nếu anh chị nhấn cái nút turbo ở bên dưới cái máy này thì nó sẽ lên được khoảng 10 chấm, hơn 10 chấm một xíu. Như là turbo tức là mình nhấn nút gọi là tăng cường đấy. Cái màn hình này sau khoảng hơn chục giây đó mình không sử dụng đến nó thì nó sẽ tự ngắt đi. Nó sẽ ngắt, thứ nhất là nó tiết kiệm điện, thứ hai là nó sẽ bảo vệ cái màn hình, cái bộ điều khiển tốt hơn. Đó, em không dùng, nếu mà không dùng trong vài giây chứ không phải chục giây nữa. Mình nhấn này. Mức kiềm đầu tiên thì em sẽ lấy là mức kiềm có độ pH 8.5. Thì cái mức kiềm này sẽ dành cho những anh chị nào chưa dùng máy ion kiềm bao giờ. Tức là mình sẽ uống làm quen với nước ion kiềm ban đầu. Mình nên uống khoảng 1 đến 2 tuần đầu tiên cho những người mới bắt đầu bộ uống nước ion kiềm anh chị nhé. Khi đang ở mức kiềm này thì nó lấy được 3 mức kiềm. Trong cái mức này thì anh chị không phải cần phải khóa nước, mình vẫn chuyển đổi mức độ kiềm được nhé. Đây, đó mình nhấn vào cái nữa thì nó sẽ hiển thị hai vạch nhỏ này như này. Thì tương đương với này, vạch thứ hai là vạch có độ pH khoảng 9.0. Cái độ pH này nó cũng thay đổi tùy thuộc vào nguồn nước sử dụng cấp vào, tùy thuộc vào tốc độ nước. Đây là anh chị, và tùy thuộc vào cái chai nước thử pH của chị nữa thì nhiều khi màu nó sẽ ra khác nhau nhé. Rồi mức số 2 độ pH 9.0 thì anh chị sẽ dùng để uống cấp độ 2 khoảng 1-2 tuần tiếp theo. Và khi anh chị lấy nước 9.0 này thì anh chị có thể dùng cái nước 9.0 này để anh chị nấu cơm và nấu canh. Tức là bên Nhật họ đưa ra cái nước 9.0 để mình nấu cơm và nấu canh luôn. Rồi sau khi chị lấy nước 9.0 rồi thì mình sẽ chuyển sang mấy nước cấp độ 3, nó là nước có độ pH 9.5. Mình nhấn vào đây nó sẽ lên 3 vạch. Thì nó là sau này là nước 9.5. Tức là khi chúng ta uống làm quen nước 8.5 này, sau đó làm quen nước 9.0 này 1-2 tuần đầu tiên này, 1-2 tuần tiếp theo này, sau đó thì mình sẽ chuyển sang uống nước có độ pH 9.5. Cái mức nước độ pH 9.5 này mình sẽ uống thường xuyên và uống hàng ngày đi nhé. Và đồng thời cái nước này anh chị dùng để pha trà, pha cà phê rất tuyệt vời luôn anh chị. Nếu anh chị nào đã dùng rồi anh chị sẽ cảm nhận được ngay cái hương vị, hương trà cà phê nó sẽ khác hoàn toàn với anh chị pha nước máy bình thường nhé. Và anh chị còn lưu ý giúp em một điều nữa là khi anh chị lấy nước kiềm ở 3 mức kiềm này 8.5, 9.0, 9.5 thì đường nước thải ra nó sẽ có độ pH đâu đó khoảng tầm từ 4 chấm cho đến 6 chấm. Đây đường nước thải nhé, anh đang lấy nước thải này, nước thải của nước kiềm á. Đây là nước thải của nước 9.5 nhé, thì nó sẽ mang tính axit đó, chị lưu giúp em. Khi mà chị lấy axit thì ra kiềm, mà khi chị lấy kiềm thì nó sẽ thải ra axit. Rồi bây giờ mình đã lấy xong 3 cấp độ kiềm và một mức nước trung tính. Còn mức nước cuối cùng em muốn giới thiệu đến chị ở chiếc máy này tạo ra đó là mức nước mang tính axit, cái độ pH nó sẽ thấp khoảng 5.5-6.0. Mức nước này như là lúc đầu giới thiệu đó là anh chị dùng để chăm sóc da mặt nhé, hoặc anh chị có thể gội đầu hoặc tắm gì đó. Nói chung là cái độ pH này thích hợp cho làn da mình. Khi anh chị muốn dùng nó thì mình sẽ khóa nước lại và mình nhấn vào cái nút bên tay trái ngoài cùng này, nó hiện đó, mình nhấn như này
Sau đó chị mở nước ra. Thì cái nước axit 5.5 đến 6.0 thì nó sẽ chảy ra vòi trên, còn đường nước thải ra nó sẽ thải ra nước có độ pH rất cao luôn, khoảng đâu đó 10.5 chị nhé. Nên khi chị dùng nước rửa mặt này, chị có thể hứng lại cái nước 10.5 này để chị có thể là dùng lau rửa nhà cửa, hoặc là chị có thể dùng để ngâm rau củ quả được. À, mình cũng nếu mình hứng được thì tốt, còn không thì mình bỏ đi cũng không sao. À, tất cả nước ra vòi trên hay vòi dưới thì nó đều là nước sạch, anh chị đúng giúp em, nó đều là nước sạch nhé, tại vì nó qua hệ thống máy lọc, sau đó nó mới điện điện phân, nó mới đưa lên cái vòi này. Bởi vậy anh chị yên tâm mà nước trên nước dưới là nước sạch, nó chỉ khác nhau về độ pH, khác nhau về chỉ số hydro, khác nhau về chỉ số oxy hóa khử, chứ nó không có khác nhau về độ sạch và bẩn gì nhé. Sạch bẩn là do cái lõi lọc nó xử lý hết rồi chị ạ. Giờ đây nước có độ pH 5.5 thì anh chị sẽ lấy để đây. Và em sẽ lấy cho anh chị mức nước có độ pH cao nhất khoảng 10.5 là từ cái đường nước thải ra. Đây, đường nước thải ra anh nhé. Mình sẽ dùng cái ly khác mình lấy nước thải này. Em tráng đi, em đổ cho nó khách quan. Đây đường nước thải ra này. Rồi đây em đã lấy tất cả các loại nước mà chiếc máy này tạo ra. Bây giờ em sẽ khóa máy lại. Và em sẽ dùng cái chai nước thử độ pH này, anh chị sẽ được tặng kèm khi anh chị mua máy bên em nhé. Mà anh chị là không mua máy bên em, anh chị muốn mua nước thử này, bên anh chị liên hệ bên em vẫn bán cho anh chị nhé. Anh chị liên hệ qua một trong bốn số điện thoại này. Số nào không liên lạc được thì anh chị liên lạc vào số khác giúp em. Tại vì có thể lúc đó anh chị gọi thì số máy bận, hoặc người khác đang gọi, hoặc người gì đó hết pin đủ thứ, thì anh chị sẽ gọi một trong bốn số. Cái ly nước đầu tiên thì chị sẽ thấy là cái ly nước này là cái ly nước độ pH cao nhất. Nó khoảng đâu đó 10.5 chị nhá, trên dưới 10.5. Ly nước này nước thải của nước rửa mặt, anh chị lưu giúp em, nước thải nước rửa mặt chị lưu nhìn này, nó sẽ tím ngắt luôn. Thì anh chị sẽ so sánh tương đương cái bảng màu kia. Mức tím nhất là từ trên 10 chấm lên nó sẽ lên màu tím. Ly nước này nước rửa mặt nó sẽ màu hơi cam cam này, thấy không? Và ly nước này nước trung tính là gì, chị sẽ thấy nó màu xanh xanh, nó cây giống như trên kia. Cái này nó sẽ màu 8.5 sẽ đậm hơn xíu. 9.0 nó tím hơn xíu. 9.5 10 chấm nó sẽ đậm tím nhất này. Nhìn chờ xíu, còn cái ly bên cạnh nữa mình không nhìn thấy, nó quay góc quay khác nha. Rồi, anh chị sẽ thấy những cái ly bên cạnh nữa là cái ly nước thải của lớp 9.5. Nước thải như này. Đó, nước thải của lớp 9.5 mình chị sẽ thấy nó mang tính axit, nó giống cái ly nước 5.5 này, thấy không? Anh chị lấy 8.5, 9.0, 9.5 thì nó đều thải ra nước mang tính axit. Đó, nhưng mà nó sẽ khác nhau, ví dụ như là nó sẽ 8.5 thì nó thải ra nước có độ pH khoảng 5.5, 6.0. 9.0 nó thải ra khoảng 4.5 đến 5.0. Còn mức 9.5 9 chấm này nó thải ra khoảng 5 chấm gì đó, 4.5 5 chấm. 9.5 nó thải ra khoảng tầm 4 chấm, 4.5. Còn riêng chỉ lấy axit 5.5 rửa mặt nó thải ra nước kiềm cao. Đó là tất cả những cái loại nước mà chiếc máy này tạo ra được. Anh chị thấy là nó ra nước rất là đẹp luôn, thấy không? Tất cả màu rất là rõ ràng. Thì có thể anh chị test ở nhà, anh chị có thể nước nó sẽ ra màu ra khác một xíu chị nhá. Khác một xíu, ví dụ do áp lực nước nó lớn hơn, hoặc áp lực nước nhỏ hơn, hoặc nước ở khu nhà anh chị nó độ pH nó yếu hơn, thì nó sẽ ra màu nó không có thể nào chuẩn xác giống như em làm được. Đó, tùy từng nơi, tùy từng khu vực, tùy từng nguồn nước cấp vào, tùy từng cái chai thử pH nữa chị nhá. Nên là nó sẽ không có chính xác 100% giống như này được nhá. Nhưng mà cơ bản anh chị sẽ thấy là màu nó sẽ khác nhau. Đó, tất cả màu ra nó đều có màu khác nhau, mặc dù có thể khác ít khác nhiều, khác ít, nhưng tất cả chị thấy này, nó đều khác nhau hết. Em thì em quấy đều lên cho chị xem nó sẽ rõ ràng hơn. Đây này, ly nước 10.5 này, axit 5.5 này, trung tính này, 8.5 này, 9.0 này, 9.5 này, và đây là nước thải lúc 9.5. Nước ra rất chuẩn nhá. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem chỉ số hydrogen, tức là những cái tăm bọt ở trong cái ly nước từ chiếc máy yêu kiềm Chim Gracia nó tạo ra, thì nó có nhiều bọt hay không, có nhiều hydrogen hay không nhé. Bây giờ em sẽ thử chỉ số hydrogen trong nước nhé. Thì mình sẽ lấy nước cấp độ cao nhất là 9.5 của chiếc máy tạo ra. À, vậy mình khóa nước lại, mình sẽ chọn nước kiềm trước. Đây, mình chọn cấp độ 3 nhé, mình mở nước ra.
Có một số trường hợp anh chị về mà anh chị không thấy nó, anh chị lắp xong mà anh chị mở nước anh chị không thấy cái đèn này nó nhấp nháy này, thì tức là áp lực nước nhà anh chị nó yếu quá thì nó sẽ không nhấp nháy cái đèn đó gì nhá. Thì mình phải tăng cường cái áp lực nước lên bằng cách là dùng bơm áp lực hoặc là xử lý làm sao cho nước nó mạnh lên. Ở đây cái ly nước em sẽ thử cho anh chị xem là cái chỉ số hydrogen trong cái máy này nó có cao hay không. Thì anh chị lấy một cái ly thủy tinh này, sau đó anh chị dùng một cái đèn pin như vậy, hoặc là anh chị dùng cái đèn điện thoại cũng được nhé. Anh chị sẽ để về phía dưới này. Đây anh chị thấy này, hydro trong máy này cực kỳ tốt, anh chị không? Nó là hydro này là siêu mịn nhé, rất là mịn luôn, rất nhiều tăm bọt luôn. Đó, anh chị dùng cái đèn này hoặc dùng đèn điện thoại thì cũng đã nhìn rất rõ rồi. Đó, cách anh chị xem các chỉ số hydrogen trong nước. Nếu mà cho anh chị, nếu anh chị mà giảm mức độ nước nó nhẹ hơn một chút nữa nhé, thì hydro nó anh chị nhìn thấy còn nhiều hơn nữa, rất giàu hydro luôn. Để thử cho nước nhẹ nhé, đây nước khá nhẹ nhé, thì mình sẽ thấy hydro rất nhiều luôn này. Không biết chị có nhìn rõ không nhỉ? Đây là hydro này, nhìn thấy khủng khiếp không? Máy rất giàu hydro. Và bây giờ em có thể em đo luôn cái chỉ số chống oxy hóa nhé, cái chỉ số ORP á, hay gọi là chỉ số oxy hóa khử á. Cái chỉ số oxy hóa khử mà nó âm càng cao nó càng tốt cho sức khỏe anh nhé. Em sẽ đo luôn cái chỉ số oxy hóa cho anh chị em xem luôn. Thì nó sẽ có một cái bút đo đo ORP nhé, bút đo chuyên dụng này, đo ORP này. Nếu mà chỉ số này âm càng cao thì càng tốt cho sức khỏe. Đây em đo luôn cái ly nước 95 này. Anh chị thấy nó đã âm lên bao nhiêu đây? Em cầm gần anh chị xem này. Nó đang âm là 774, 770, 774, 776 nhìn thấy không? Nó đang âm mình nhá. Âm 778 luôn. Nó bị khuất bóng đèn anh chị ạ. Đây cái dấu trừ nhìn tôi nhìn thấy đấy, đây này. Âm 773. Nói chung nó sẽ âm được khoảng 700 trên 770 nhá, 778 rồi. À, chỉ số âm ORP của mấy chiếc máy Energic của hãng mấy chiếc máy Levalux của hãng Energic ấy, nó cũng chỉ âm được khoảng trên 700 như vậy thôi. Đó, chiếc máy Trim Young Gracia nó âm được 778 gì nhá. Chỉ số âm khá cao, hydro rất là tốt luôn. Rồi vừa rồi em đã test cho anh chị hoàn thành chiếc máy lọc nước yêu kiềm của hãng Trim. Model là Trim Young Gracia, một loại máy lọc nước để âm bồn. Chỉ có một chiếc vòi bên trên và nó sẽ thay cho cả chiếc vòi chậu rửa lavabo này nhà anh chị luôn. Chẳng hạn anh chị đang muốn dùng nước bình thường để rửa rau, anh chị sẽ khóa máy lại, mình mở cái bên này đó thì anh chị đã thấy nó chảy ra nước máy bình thường của mình nhé, để mình sử dụng công việc rửa rau, rửa bát, rửa đũa đó mình dùng nước bình thường không qua máy nữa. Đó, chiếc vòi này là một chiếc vòi rất là đa năng nhé, và anh chị có thể xoay tròn nhé, xoay vòng tròn luôn. À không, không xoay vòng tròn được, phải xoay đây thôi này, xoay cỡ đó, xoay gần được một nửa, gần được 180 độ, cho nó khoảng xoay được khoảng 90 độ rồi đó. Đó, anh chị thấy không? Rất ok. Và cái vòi nó hay nữa gì này, khi anh chị mở cái này ra, ví dụ đây, đây mở này nhá. Anh chị nhấn cái nút đây này, nút này nhỏ trên này này. Đó thì nó sẽ chảy ở chế độ nhiều tia, nó chia nhiều tia nhỏ. Và khi anh chị khóa lại thì tự động cái này nó lại nhả ra nhá, chứ mình không nhấn. Khi chị khóa lại rồi thì nó sẽ tự động nó trở về một tia như vậy luôn. Đó, nhấn này. Rồi, chiếc vòi khá là năng, khá là đẹp và nhìn trông khá là ngầu nhé. Cực kỳ chắc chắn, cực kỳ nó giống như nhìn rất là hầm hố và rất chắc chắn luôn. Chiếc vòi như thế cực kỳ đẹp. Rồi, anh chị đã được xem tất cả mọi chi tiết về test chiếc máy và cách sử dụng chiếc máy này như nào. À, anh chị lưu ý chiếc vòi bên dưới này mình cũng thể mình quay được nhé, cái chiếc vòi thải này mình quay đi quay lại được nhé. Những thắc mắc đóng góp ý kiến gì thì anh chị vui lòng comment để lại comment hoặc bình luận ở bên dưới video giúp em.
Và anh chị hãy nếu chị thấy hay, video tốt, anh chị hãy chia sẻ, hãy like hoặc chia sẻ video ủng hộ kênh Zoba và cho nhiều người biết đến cái chiếc máy yêu kiềm hơn. Và đặc biệt anh chị hãy nhớ nhấn đăng ký để theo dõi kênh, để theo dõi thêm nhiều video, nhiều sản phẩm hơn nữa. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị những video sau. Xin cảm ơn rất nhiều.